Vâng, trước mắt các bác là con Sansui 657 được cắt hồi gỗ chỉ vàng nha các bác, rất là mới nha. Rất là mới. Hiện tại shop chỉ còn một con duy nhất đầu 607 là được cắt này thôi. Chỉ đặc trưng dòng 607 á, thì chỉ có riêng một con được cắt là nó có hồi gỗ thôi nha. Còn những cái dòng khác thì nó sẽ không có hồi gỗ. Nên là con XDCAT được lựa chọn nhiều bởi vì tính năng của nó là vừa khỏe vừa hay vừa trưng bày đẹp nhờ hồi gỗ chỉ vàng. 230W thì các bác vô tư mình chơi những dòng loa bass 30 rồi và chơi những cặp bass và có thể ghép vang hát karaoke gia đình. Nó chạy 8 sò 230W, hàng nội địa điện 100V. Đánh hai cầu loa AB hoặc A kèm B, các bác có thể chơi cùng lúc hai cầu loa có loa nét. Máy đẹp không thì vớt nha. Hồi gỗ này các bác. Ở phía trên tất cả vuông thành sắc cạnh nha. Đây. Ở phía trên nóc này nha. Dòng XDCAT thì các bác chơi được lo Mỹ luôn nha các bác. XDCAT tiếng nó mượt nên là đánh lo JBL hoặc là dòng lo Mỹ cổ đều tốt. Và chơi những dòng lo Nhật như là Pioneer, Sansui 180A đều đánh thoải mái hoặc là chơi hai cặp boss, các bác vừa nghe nhạc vừa có thể giúp hát karaoke. Hay các bác thấy độ mới của trạm loa nha. Đây, điện 100V nha các bác, 230W, series là 4360 nha. 4360 series đầu này. Đường chiều vào là có 6 AV và có một cổng phono chơi đĩa than. Thì sau đây mở hai ốc này để các bác cùng xem nội thất bên trong. Giá con này là 8 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Giá 8 triệu bao gồm phí ship nha. Sansui 607 được cắt. Chuyển khoản đủ thì bớt 100.000 nha các bác. Những con này thì không bớt được nhiều những cái đồ đắt tiền đâu. Nên là các bác chuyển khoản đủ là còn lại là 7 triệu 9. Đấy, còn cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên em ship hàng nha. Cọc tiền thì vẫn giá 8 triệu bao ship nha các bác. Mời các bác cùng xem nội thất bên trong của con 607 được cắt. Trước tiên mời các bác cùng xem bo được tín hiệu đầu vào này. Đây là 8 con sò SK. Đấy, phiên bản theo máy nha các bác. Đấy. Phía dưới của nó là chỉ có những cái keo trắng, đặc trưng đó là keo tản nhiệt của sò, trên những con sò đều có những keo đó nha các bác. Và theo thời gian thì bụi nó sẽ đáp này các bác, con nào cũng vậy nha. Đó là keo tản nhiệt nha các bác. Nhiều bác không biết thì tại sao nó lim lim nhim, đó là đặc trưng rồi. Sò mà không có cái đó là không được nha các bác. Đây, phần bo âm sắc này các bác là phần nguồn, phần hai tụ nguồn, phần cầu chì tổng này, phần nguồn. Đấy, tổng quan con 607 được cắt rất là mới nha. Giá 8 triệu em bao ship tặng nơi tất cả các bác. Các bác nào mình chơi loa những dòng loa Pioneer Bass 30 đấy, ghép những con này hay lắm nha. Còn JBL bác chơi tốt những dòng Bass 30 đó lại nha, 230W nha các bác, rất là khỏe. 607 được cắt rất là mới nha. Cọc tiền cọc 1 triệu trở lên em ship hàng nha. Và giá là 8 triệu bao ship.